Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình thời sự trưa thứ sáu ngày 18 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chi tiết. Với chủ đề các dân tộc tỉnh Bắc Cạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Cạn lần thứ 3 năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019 với sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho các dân tộc tỉnh Bắc Cạn. Đại hội là dịp để tôn vinh các tập thể, cá nhân, người dân tộc thiểu số tiêu biểu, là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, sáng nay tỉnh Bắc Cạn long trọng khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề Các dân tộc tỉnh Bắc Cạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển. Tham dự đại hội có đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, 250 đại biểu đại diện cho hơn 28 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Cạn đã về dự đại hội. Với mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân số nhanh và bền vững, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh giảm từ 2 đến 2,5% một năm. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 50%, số lao động được tạo việc làm bình quân 6.000 người một năm. Phấn đấu bình quân đạt 14,5 tiêu chí một xã, 20% số thôn đạt chuẩn và 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng bào dân tộc thiểu số tập trung tuyên truyền, vận động triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân, huy động mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp mỗi dân tộc, tạo điều kiện tốt nhất để con em đồng bào học tập, quan tâm hơn, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thông tin chi tiết về đại hội chúng tôi sẽ phản ánh trong chương trình thời sự tối nay. Hôm qua, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi giám sát việc thực hiện các kiến nghị, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân qua giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay tại huyện Bạch Thông. Nội dung cuộc giám sát tập trung vào công tác cải cách hành chính và thực hiện chính sách phát triển rừng từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay tại hai xã Tân Tiến, Hà Vị. Từ năm 2016 đến nay, hai xã Tân Tiến, Hà Vị đã giải quyết tốt các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, công khai niêm yết các thủ tục hành chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, nông lâm nghiệp, địa chính, tài nguyên môi trường, lao động thương binh và xã hội. Nhưng việc bố trí kinh phí cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn. Đối với lĩnh vực phát triển rừng, hai xã đã tuyên truyền được gần 40 buổi về công tác bảo vệ phát triển rừng, triển khai tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong 3 năm qua, xã Hà Vị đã trồng mới được gần 300 ha rừng, xã Tân Tiến trồng trên 100 ha rừng. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích trồng rừng mới gặp khó khăn và có thể sẽ không đạt chỉ tiêu trong những năm tới do quỹ đất đã hết. Hệ thống đường lâm nghiệp chưa được đầu tư. Mặc dù trong năm nay, các địa phương và ngành chức năng đã tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của tỉnh đạt thấp. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 đã giao là 1.260 tỷ đồng. Tính đến trung tuần tháng 10 mới giải ngân được 640 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 52%, vốn chương trình mục tiêu quốc gia 36%, vốn trái phiếu chính phủ đạt 33% kế hoạch. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn không đạt so với kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh đề ra cho 9 tháng đầu năm là 67%. Nguyên nhân là do các chủ đầu tư và các địa phương chưa quyết liệt chỉ đạo triển khai giải ngân kế hoạch vốn, một số chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân theo cam kết. Trong thời gian cuối năm, các ngành địa phương phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản. Tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết và giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2019 theo quy định.
đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án lớn. Thời gian gần đây, việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp đang có chiều hướng gia tăng và khó kiểm soát. Sự phát triển nhanh chóng của các loại hình kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí đang tác động trực tiếp tới cuộc sống của người dân, kéo theo sự gia tăng của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Khác với ma túy truyền thống là heroin, thuốc phiện, sự xuất hiện của ma túy tổng hợp với nhiều dạng khác nhau như ma túy đá, thuốc lắc, cỏ mỹ, bóng cười đã và đang khiến không ít người, nhất là giới trẻ trên địa bàn tỉnh bị lôi cuốn. Đáng lo ngại, có những loại ma túy ngay khi sử dụng lần đầu tiên đã có thể dẫn đến hoang tưởng, ảo giác, mất khả năng kiểm soát hành vi, để lại gánh nặng hậu quả khôn lường cho gia đình và xã hội, nhưng vẫn được nhiều bạn trẻ coi là một trò chơi thể hiện đẳng cấp trong các bữa tiệc sinh nhật, gặp mặt. Điển hình vào ngày 7 tháng 7 năm 2019, lực lượng chức năng đã đột kích quán karaoke Hồng Kông trên đường Nguyễn Văn Tố thuộc thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn, phát hiện nhiều đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều gói nhỏ ketamin. Test nhanh đã có 22 đối tượng dương tính với ma túy. Sau hơn 3 tháng, đêm 13 tháng 10 cũng tại quán karaoke này, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một gói heroin. Tại phòng 3 có 22 khách đang sử dụng rượu bia, shisha và bóng cười. Test nhanh ma túy có 34 người có mặt tại quán, thì có 5 người dương tính với ma túy. Có 9 người khai nhận mua 6 quả bóng cười tại quán để sử dụng. Hiện tại trên thành phố thì các quán hát đã có sử dụng đến bóng cười. Chúng tôi đã không biết được, chúng tôi đang nắm và quản lý dần. Những loại sử dụng là bóng cười, nó chất là một chất khí. Tuy nhiên là hiện tại là chưa có chế tài để xử lý về vấn đề là trong sử dụng bóng cười trong các quán hát và quán bar. Có rất nhiều lý do dẫn tới thực trạng số người nghiện ma túy tổng hợp ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hóa. Ngoài sự tò mò, hiếu kỳ, lối sống ăn chơi buông thả, một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên vẫn thiếu nhận thức về tác hại của các loại ma túy tổng hợp. Nhiều bạn trẻ cho rằng ma túy tổng hợp không gây nghiện, mức độ lệ thuộc không cao như ma túy truyền thống, dẫn tới thái độ thiếu cảnh giác, đề phòng. Bên cạnh đó, bóng cười là một chất kích thích đang được giới trẻ sử dụng thường xuyên nhằm tăng sự hưng phấn trong các cuộc vui tại các bữa tiệc hay chỗ đông người. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngành chức năng, đồng thời là chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo về công tác văn hóa thông tin, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng các quy định của nhà nước, của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện ngành nghề của mình hiện nay đang thực hiện, đặc biệt là dịch vụ karaoke. Nhằm đấu tranh phòng chống, từng bước kiềm chế việc gia tăng sử dụng ma túy nói chung và trong giới trẻ nói riêng, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương, tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Để tự bảo vệ mình, các bạn trẻ cần chủ động tìm hiểu sâu về những tác hại khôn lường mà ma túy gây ra cho bản thân và xã hội. Đặc biệt, không thử, không tham gia sử dụng chất kích thích hay ma túy dù chỉ một lần. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang với nhiều thiết bị y tế hiện đại. Bởi vậy, đơn vị đã tăng cường ứng dụng các trang thiết bị kỹ thuật này vào quá trình khám và điều trị bệnh. Trong đó, các trang thiết bị y tế phục vụ điều trị chẩn đoán chuyên sâu như hệ thống X-quang cao tần kỹ thuật số, chụp ảnh angio một bình diện, hệ thống cộng hưởng từ, máy CT scanner 16 lát cắt, máy siêu âm màu 4D, hệ thống trang thiết bị xét nghiệm, phòng mổ tương đối hiện đại và đồng bộ đã được Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn ứng dụng có hiệu quả. Nhờ có các trang thiết bị này mà các ca phẫu thuật được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn, góp phần cứu chữa nhiều người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo mà trước đây phải chuyển lên tuyến trung ương. Trong 9 tháng đầu năm, Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn đã thực hiện được trên 3.400 ca phẫu thuật, đạt gần 70% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, đơn vị còn tiến hành xét nghiệm được trên 314.000 lần, chẩn đoán hình ảnh 43.800 lần và thăm dò chức năng 12.300 lần. Qua đó không chỉ đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh, mà người dân các tỉnh lân cận như Cao Bằng, Lạng Sơn cũng được tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe với chất lượng tốt tại đơn vị. Thành phố Bắc Cạn có lượng rác thải lớn nhất tỉnh. Ước tính mỗi ngày nhà máy xử lý tái chế chất thải rắn tỉnh Bắc Cạn tiếp nhận và xử lý 35 tấn rác. Hầu hết rác thải của thành phố được tập trung và vận chuyển đến nhà máy xử lý chất thải rắn để phân loại và xử lý. Trong đó, đối với đất cát lẫn trong rác thì được chôn lấp, chai lọ thủy tinh và túi ni lông được bán cho các cơ sở tái chế, mùn hữu cơ dùng làm phân vi sinh.
lượng rác còn lại sẽ được đốt thành sỉ và chôn lấp. Lượng này chiếm 5-10% so với tổng số rác thải được tiếp cận đầu vào. Hiện nay, ngoài kinh phí của thành phố, nhà máy xử lý tái chế chất thải rắn tỉnh Bắc Cạn được hỗ trợ kinh phí 360.000 đồng một tấn rác thải. Trước đây, mỗi năm nhà máy rác phải bù lỗ gần 1 tỷ đồng vì việc thiếu kinh phí được cấp. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh.